cùng này thì mình xin hướng dẫn cho mọi người xem và rà soát lại cái trang web, chỉnh sửa lại thì cho nó đẹp hơn. Đây cái bài viết, có thể cái một bài viết này thì mình sẽ vô cái phần web, bài viết nằm đây. Còn cái bài viết mới mình thấy nó không có được ưng ý lắm, mình có thể chọn. Kiểu này mình thấy nó đẹp hơn này. Nó có bao gồm hình ảnh đại diện và cái tiêu đề. Trong đây mình có thể điều chỉnh thêm này, mình có thể bỏ cái thumbnail đi. Và đây là cái mình có thể chọn này. Cái bài viết cần nhiều rung này, phổ biến này, nhiều view đó, mình có thể chọn. Ngoài ra thì mình có thể kéo thả được cái menu này lên trên đây. Và thêm một cái nữa này, đây nó có cái bài viết liên quan thì nó nằm ở bên cạnh này, thì nó không được đẹp lắm. Thì mình vô cái phần giao diện size file này, mình vô cái post setting, mình sẽ kiếm lại nó cái nào bài viết liên quan đây. Mình sẽ bỏ cái bài viết liên quan đi và mình cho nó bên dưới, bỏ mình sẽ bỏ đi và nó thể hiện bên dưới. Cái này là gọi là cái chết, mỗi lần cái bài viết mới nó sẽ hiển thị đây. Nếu mình muốn giữ thì mình giữ, không thì mình sẽ bỏ đây này, file chết. Đó, mình bỏ đi, mình bật lên, mình bật. Ok, trong đây thì mình thấy nó có rất là nhiều các cái phần mạng xã hội không cần thiết, thì mình vô đây mình post setting này, mình kiếm bỏ cái mạng xã hội này đi, không có cần thiết. Còn cả hai cái này lưu đó, thì sẽ bỏ bớt đi một số cái mạng xã hội không cần thiết. Ngoài ra thì mình có thể việt hóa được bên cái tính năng này, giống như cái chữ viết more này, mình có thể điều chỉnh thành là xem thêm hoặc đọc thêm. Thì mình sẽ vô việt hóa này, xem lesson này, mình sẽ kiếm cái chữ viết more. Đây,
copy hết nhé. Sau đó mình sửa thành chữ này, đọc thêm. Ok, thì nó sẽ đổi thành cái chữ tiếng Việt cho mình. Trong đây thì nó có rất là nhiều cái tiếng tiếng Anh, thì mình có thể Việt hóa lại thì mình. Đó, mình có thể Việt hóa từ từ bằng Google dịch. Google giới thiệu. Nếu mình không biết thì mình có thể lên Google mình dịch lại. Chỉnh sửa này. Chuyên mục. Còn 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 gì sửa à, trong cái bài viết này mình có thể thêm được ngày tháng và cái chuyên mục trong cái bài viết này không? Mình sẽ chọn là post setting này, trong đây nó có rất là nhiều các mục, vậy là mình sẽ xin sửa cái ngày tháng. Đây mình chọn sửa trang này, sẽ chọn trực tiếp vào đây, có ngày, chuyên mục, comment, view, tác giả. Ok, mình sẽ thấy là sao, đó nó sẽ ra ngoài hết ngoài này. Mình bỏ thời gian đi. Bỏ bớt một số cái đi. Đây có bỏ đi. Mình thấy cũng tạm ổn rồi, thì vừa rồi thì mình cũng hướng dẫn xong toàn bộ ở từng bước cách cài đặt và sử dụng toàn bộ cái website với cái mẫu giao diện là Saiva dành cho một trang web cá nhân và hay là một cái chuyên gia, rất là phù hợp mà ai cũng có thể làm được. Rất là đơn giản. Giờ mình xin kết thúc video tại đây. Thì mình cũng xin chúc mừng tất cả mọi người xem được video này có thể hoàn thành được một cái website theo ý mình, và mọi thắc mắc có thể comment hoặc là gọi trực
tiếp cho mình là mình sẽ tư vấn và hỗ trợ cho mọi người để hoàn thành một cái website hoàn chỉnh. Giờ mình chúc tất cả mọi người thành công. Giờ mình xin chào mọi người nhé.